À, dạ vâng ạ, Alun Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Và kính thưa các thân mến, trong clip tiếp theo này thì em cũng xin được trân trọng làm một clip ngắn để xin được chia sẻ tới các bác cùng toàn thể quý anh chị em cách chúng ta sẽ chuyển các chế độ của chiếc vang số hàng xịn do công ty CB Alcotech sản xuất. Những chiếc vang số có mã là D4, D6 và D8 các bác nhé. Và nhân tiện em lắp đặt và setup một bộ sản phẩm karaoke đẳng cấp chuyên nghiệp cho anh Duẩn có địa chỉ tại phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thì em cũng xin quay và chia sẻ tới toàn thể các bác luôn. Và thưa các thân mến, em xin được chia sẻ thêm đó là những chiếc vang CB D4, D6 và D8 cách chuyển cửa là như nhau. Và như em đã giới thiệu tới tất cả các bác cùng toàn thể quý anh chị em, đó là những chiếc vang CB D4, D6, D8 em chỉnh tất cả là 6 chế độ. Chế độ số 1 là hiện tại đang là chế độ khởi động, có cái hát lịnh tiếng. Chế độ số 2 là hát echo. Chế độ số 3 là hát revert. Chế độ số 4 là hát chuyên nghiệp. Chế độ số 5 là nghe và hát nhạc vàng. Chế độ số 6 là nghe và hát nhạc long top. Đấy là em chỉnh chế độ cho các bác sử dụng ở gia đình. Còn anh em đi làm sự kiện thì em sẽ chỉnh thêm một chế độ, đó là chế độ MC các bác nhé. Thì em xin được chia sẻ các bác cách chuyển cửa như sau. Bình thường thì các bác sẽ chuyển bằng cái điều khiển. Thì trên cái điều khiển nó có số 1, đúng không ạ? Số 2, số 3 và số 4, số 5 và số 6, đúng không ạ? Các bác chỉ cần bấm số là ok. Nhưng trên chiếc vang thì nó không có các bác nhé. Đây bây giờ em sẽ thử luôn ạ. Đây, em sẽ cầm micro luôn cho nó chuẩn các bạn nhé. Cầm micro luôn. Đây ạ. Các bác sẽ cùng tham khảo với em nhé. Em sẽ cho nhỏ micro một chút. Đây là chế độ khởi động các bác nhé. Rồi, em xin phép là tắt đi này. Tắt bộ đồ đi. Chế độ khởi động các bác nhé. Là chế độ lịnh tiếng. Các bác thấy cái quản lý nguồn hay chưa ạ? Quản lý nguồn này rất tuyệt vời luôn. Khởi động. Đó. Micro sẽ cấp điện trước. Ok, vang. Đấy. Đây, chế độ số 1 là hát lịnh tiếng các bác nhá. Echo revert đủ để cho các bác, có nghĩa là 98% các bác hát sẽ cảm thấy hay, đúng không ạ? Số 1 các bác nhá. Hay sâu. Ok chưa? Các bác chuyển chế độ số 2 là hát echo thì các bác chỉ cần bấm số 2 giữ tay nhé. Echo đúng không ạ? Đây là chế độ số 2 là echo, em cho nhỏ một chút các bác nhé. Đây ạ. I-L-6-7. Đó, các bác nghe chế độ số 2 nhé. Và tiếp theo các bác muốn hát revert, các bác chế độ số 3 giữ tay này. Revert này. Ok chưa? I-O-6-7-I-1-2. Đó, và bây giờ thưa các bác thân mến, muốn chỉnh chế độ số 4 thì ở trên đây nó không có số 4 để cho các bác chỉnh, đúng không ạ? Để cho các bác bấm, đúng không ạ? Số 1 thì có, số 2 có, số 3 có, đúng không ạ? Số 1 là khởi động. Số 2 là echo. Số 3 là revert. Còn bây giờ các bác muốn chỉnh về chế độ số 4, chuyển về chế độ số 4. Nếu các bác mất điều khiển, đúng không ạ? Còn điều khiển, các bác bấm trực tiếp số 4 trên điều khiển. Còn nếu mất điều khiển, các bác làm cho em như sau. Ấn menu, nó lên chữ số 1 program. Này các bác nhá, em thoát ra này, đúng không ạ? Ấn menu này, 1 program, ấn enter. Nó lên số 1 last program, gọi là vẫn là 1 program đúng không ạ? Ok chưa các bác? Các bác ấn enter cho em. Nó lên số 1 khởi động, đúng không ạ? Là chế độ số 1. Các bác muốn hát chế độ số 4, đúng không ạ? Các bác xoay music số 2 này là echo này, số 3 là revert này, số 4 là chuyên nghiệp. Sau đó các bác ấn lại nút enter cho em. Vậy là đã về chế độ số 4. Đúng không ạ? Bây giờ tiếp tục các bác muốn hát ở chế độ số 6, các bác tiếp tục làm cho em ấn menu. Ấn enter. Lên nốt program, ấn enter. Nó lên chế độ khởi động đúng không ạ? Nói chung là nó lên chế độ nốt program. Thì các bác muốn hát chế độ số 4 hay số 5, số 6 các bác nhé. Các bác chuyển về chế độ số 6 này, 3 này, 4 này,
5 này, 6 này, đúng không ạ? 6 là lon top này, 5 là nhạc vàng này. Đấy, các bác ấn enter là xong, đúng không ạ? Còn nếu các bác muốn hát chế độ số 1, số 2, số 3 cũng là hát chế độ khởi động thì các bác ấn luôn số 1 đây, không phải bấm nhiều, đúng không ạ? Số 2 echo, số 3 revert. Đó, chỉ vì là số 4, số 5 nó không có ở đây, đúng không ạ? Thì các bác mới phải bấm, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ em nói lại nha, các bác muốn hát chế độ chuyên nghiệp ấn menu, ấn nó lên một program, đúng không ạ? Ấn enter nó lên một program, ấn enter, đúng không ạ? Chúng ta xoay về chế độ số 4, số 1 rồi nhá. Số 2 này, số 3 này, số 4 này, ấn enter, vậy là đã về chế độ hát chuyên nghiệp. Muốn hát chế độ lon top có thể hát nhạc mạnh nhé, hoặc nghe nhạc mạnh nhé, ấn menu một program, ấn enter một program, ấn enter, xoay sang chế độ số 6, ok chưa, lon top, ấn enter, vậy là xong. Rất đơn giản như vậy các bác nhé. Chúc các bác sẽ chuyển chế độ thành công. Xin cảm ơn các bác. Và đây ạ, bộ đồ của nhà anh Doãn đây các bác nhá. Em đã giới thiệu review tới các bác rồi, đúng không ạ? Còn nếu video này em làm hơi dài mà các bác hơi khó hiểu, đúng không ạ, thì em sẽ làm một video ngắn hơn các bác nhá. Em rất là cảm ơn anh Doãn. Vâng, anh bảo thôi cứ nắp thoải mái, anh rất là quý mến tin tưởng, cứ nắp setup theo ý của em luôn là anh hát được, đúng không ạ? Vâng, nhà anh nhà vừa mới hoàn thiện, đúng không ạ? Bộ sản phẩm lên nhà mới rất đẹp thôi các bác. Bộ bàn ghế, cửa, trần, vâng ạ. Quá tuyệt vời luôn. Em xin cảm ơn toàn thể các bác nhé. Em xin phép gửi lời chào các bác. Hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.